Chào mừng anh em đến với kênh video Đức Đồng Hồ Nhật Vintage Watch. Video này em gửi đến em tất cả là 44 sản phẩm, bao gồm đồng hồ cơ và đồng hồ binh đến từ thương hiệu của Nhật và Thụy Sĩ. Trước khi vào video thì em xin cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua. Em chỉ có hai số điện thoại để anh em có thể gọi và chốt hàng, đó là 0902 435 655 và 0905 435 655. Anh em chịu khoảng 100% thì em sẽ miễn phí ship anh em nghe. Và em chỉ dùng một tài khoản ngân hàng thôi, ngân hàng Vietcombank. Em lên câu đồ số 1. Câu này là bên rút. Bên rút 3 sao anh em nghe. Câu lịch gốc 3 giờ, cọc cài đá đen. Con này là đỉnh cao của anh rút anh em nghe. Lớp ring em nè, tất cả con này ring hết. Trừ sợi dây. Sợi dây là sợi dây linh kiện nhưng mà cũng đẹp lắm. Rất hợp với đồng hồ anh em. Một sợi dây Mỹ rất đẹp. Lắp đáy sau anh em nè. Con này còn nguyên tem luôn, em không gỡ ra. Em để nguyên tem vậy. Sợi dây Mỹ anh em nghe, USA này. Con này là bọc vàng trắng anh em nghe. Bọc vàng trắng. 14K. Đây góc đây là có 14K anh em nè. 14K gold. Bên rút 3 sao. Dòng này là chronometer anh em nghe. Anh em chơi đồng hồ thì chronometer chắc anh em biết. Chronometer thì nó đẳng cấp sẽ ngang tầm với lại Omega. Nghĩa là cái dòng này là đỉnh cao nhất của bên rút rồi đó. Và đặc biệt hơn là bọc vàng trắng. Logo nấm ring này. Tất cả ring anh em nghe. Cái mặt này là mặt màu màu rượu champagne anh em, màu champagne á. Nó hơi ngả màu màu vàng một chút xíu. Rất đẹp anh em. Con này rất đẹp như hàng nốt luôn. Mới cứng. Và con này đi với một sợi dây là một sợi dây Mỹ tuyệt vời luôn em. Để em lên tay cho em xem. Anh em xem cái sợi dây này. Rất hợp với đồng hồ nè. Anh em xem máy. Máy đây anh em. Bên rút 3 sao. Máy vàng. Tại vì thời gian con đồng hồ nó về chờ gấp quá em không kịp chụp máy này em nghe, thành ra là em mượn một cái máy. Anh em nào mua cần thì em sẽ mở máy ra chụp cho anh em xem. Đó. Con này là nấm cổ chai anh em nghe, anh em để ý nấm cổ chai nó sẽ lắc lắc được. Không có cứng mà lắc có thể lắc được. Điểm đo sai. Sao con này tương đối anh em nghe. 345 này. Vuông 345. Góc này thì 335. Sao con này nếu mà tính ra sẽ tròn tầm 36 anh em nghe. Tầm 35 năm hoặc là 36. Sao cũng tương đối anh em. Đó. Con này kết với sợi dây là tuyệt vời luôn. Và hắn là bọc vàng trắng anh em nghe. 14K vàng trắng. Rất đỉnh. Và hắn là dòng chronometer anh em nghe. Chronometer thì thường chỉ đắm lên Omega thôi. Con này 3 triệu 9 số 1.
Con này BVL Garay anh em nghe. Chạy auto. Tất cả các nút điều chỉnh được hết anh em nghe. Con này 800. Đó, máy máy nhặt anh em nghe. Đóng chữ quá trời chữ B nè. BVL Garay. Anh em chỉnh giờ được. Chạy rất êm anh em nghe. Giờ mình chạy rất êm. Em lắc cho nó chạy. Đó, chạy lên em. Con này là cái dai của hắn là tầm 16 năm anh em nghe. Em thử rồi. Dai là tầm 16 năm thì anh em là tay to hơn 16 năm thì phải thay dai anh em nghe. Phải thay dai. Con này size 36. Form dài. Form thời trang anh em. Đó. Rất đẹp con số 2. 800. Mặt bao công anh em. Lỗ đáy đẹp lắm, con số 2. Con này là Rocheller Automatic. Con này có mặt màu xám cát anh em nghe. Hai lịch. Con này thì sẽ chính hãng anh em nghe. Phone này phone đĩa bay này. Em này hiện tại là em đang mở mở dây ra để tháo máy để em xem á. Thì vì dây này gài vào thì không có tháo được dây dây chung anh em nghe. Sợi dây chung inox xịn lắm. Đó, con này là foam người ta phủ là foam đĩa bay á. Dành cho anh em nào mà thích tay to mà thích thích cái foam bự mà dài á. Đó. Nhiều anh em thích cái foam bự mà dài lắm. Lịch chạy bình thường anh em nghe. Tất cả lịch người ta test chạy bình thường. Con này có sợi dây chung hợp lắm. Để mở máy. Em xem máy này. Máy con này siêu cổ anh em. Cực kỳ cổ luôn. Máy đời đầu của thị sĩ luôn anh em. Chạy rất êm. Có một cái bánh gai màu xanh này đây này. Bánh răng cưa màu xanh này. Để em xem máy chân kính. Không thấy ghi chân kính anh em. Đóng ở dưới mà nhỏ quá em không thấy được. Anh em nào mua thì để em báo chân kính cho anh em nghe. Đó. Có chữ switch mate đóng rõ ràng luôn. Con này cực kỳ cổ luôn. Để đóng nắp vào. Chạy rất ổn anh em nghe. Con này 1,4 triệu số 3. Size là size 30 38,9 anh em. Gần 39. Mà số 3. Con này Technot anh em. Skysonic Automatic. Có một lịch lọc và lịch đứng này. Gồm thứ và ngày anh em. Switch mat ở góc đây. Con này foam là foam rất đẹp nha, foam ôm tay em này. Đó, cái foam này. Nó sẽ có một cái đường cong ôm một cái tay. Con này là ring nguyên con anh nghe, ring tắc tần tật luôn. Cả cái có một cả cái logo đáy này. Cái dòng Tech Note này thì về thường sẽ mắc logo đáy này, thường sẽ mắc. Đó, thì con này là hai cái là về cực đủ logo đáy luôn. Cả nấm ring luôn. Tất cả ring, dây ring luôn em. Đó, da rất là mềm. Ôm tay. Con này 3,2 triệu.
anh em xem máy. Đó anh em xem máy này. Mua lăn đá rất là mượt, Technot. Máy vàng hồng anh em nghe. Dòng cao cấp của Technot, thường Technot thì có nhiều con máy màu trắng. Còn đây máy vàng hồng, lịch bơm nữa, con lịch bơm. Máy chạy rất ổn định anh em nghe. Có lịch bơm bên em nè, anh em bấm vào góc đây thì cái núm nó góc 6 giờ bơm thì nhảy này, nhảy ngày này đó. Còn có thứ là 24 giờ, con này còn rất đẹp, màu màu cái mặt màu trong banh luôn nha, màu hơi hơi vàng vàng xíu, tất cả ring sợi dây lụa rất mềm bên em nghe, dây lụa nó mềm không kém gì da đâu. Em đo sai, sai con này là 36,3 phong trứng. Đầu này là 39 phong, khá lớn anh em nghe. Đó, cho anh em nào tay mà tay vừa và tay to, tay mang khoảng đẹp này, tay 16 năm riêng nguyên con anh em nghe, rất đẹp. Con này là watch time, máy có tay, dòng Lincoln em nghe. Lincoln là nghe giống một tổng thống của nước Mỹ anh em. Tổng thống Lincoln rất nổi tiếng, logo watch time rất rõ anh em nè. Cái khóa có một cái sớ chạy sọc 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 đây, sọc xuống anh em đó. Watch time đóng đầy đủ, khóa ring, dây ring, con này cũng ring nguyên con. Cái màu đây là màu xanh anh em, màu xanh kiểu như hắn ngã hơi tím tím anh em. Cái màu này thì em cũng không biết tả là màu gì, chỉ biết nó đẹp thôi. Có một cái đường sọc sọc xuống, anh em nhìn kỹ sẽ thấy là một cái sớ sọc xuống để lau giống bằng tay đó. Anh thấy sớ sọc xuống đẹp không, đúng chỉ số đây. Con này máy cũng rất là đẹp, nắp đáy sau anh em còn nguyên cái tấm dán zin luôn, mà em về em cũng không gỡ ra nữa, anh em về xài thì gỡ hoặc là đây đó cho nó đỡ cái màu nắp đáy núm zin. Con này có form rất là đẹp, form này dành cho anh em nào tay tay vừa mà ngồi văn phòng á, lên tay sang lắm, màu xanh rất dễ thương anh em. Để mở máy. Em xem máy này, máy mới cứng anh em nghe, soi gương được anh em nghe, máy siêu đẹp luôn. Dòng máy này là em có bán cùng máy câu rồi, máy rất mỏng. Thời lượng video là khả năng là sẽ rất dài anh em, thành ra anh em cứ tua tới con đồng hồ anh em thích á, tại vì em quay video là em mở mắt trực tiếp kể những cái câu đồng hồ binh. Anh em xem sai nha, sai con này là về ngang là 31, 39 là 31, về đây là 30, gần 34, được coi 335, 335 anh ơi. Cái con này quay để xoay tròn thì tầm khoảng 30, 34 đến 35 anh em nghe, 34 35 đó. Tay em mới là 30, 16, 16 năm là mang đẹp nè, 17 cũng đẹp, nói chung tùy người thôi anh em. Vintage là cái size này rất đẹp rồi. Con này 1,9 triệu, màu xanh rất phong thủy anh em nghe. Da còn rất dài đó, da còn dài này,
thoải mái luôn. Số 5. Con này là Kami anh em. Dòng cũng rất hiếm anh em nghe. Thì đợt này em về được một con Kami 21 chân kính, chạy mất cốt tay, chuyển sử dụng webmat đây này. Cái kim dai Kami thì có một cái chấm này. Rất hay. Đặc biệt Kami anh em sẽ biết cái dòng Kami sẽ có một cái logo. Logo inox phía sau này. Có một cái giống như cái hình đồng hồ á. Và dưới đóng chữ Kami. Đó. Rất hay. Cái dòng này đặc thù cũng như vậy, cái logo đẹp lắm. Con nào cũng như vậy anh em. Anh em xem máy của Kami này. Rất mới anh em nghe. Nó còn mới lắm. Tất cả các vết đen đen xung quanh đây là cái vết bụi anh em nghe. Bụi. Hoặc là cái vết cái ron á. Ron đóng đóng vào đen đen. 21 chân kính anh em nghe. Có chuyện sự quyết góc đây này. Đó, góc cái tay góc chuyện sự quyết đây. Máy rất đẹp. Chạy chuẩn anh em nghe. Em đo sai. Sai con này là 35 năm anh em. 35 năm. Con này có núm ring anh em nè. Đó, núm ring. Tất cả ring anh em nghe. Núm ghi chữ Kami nhỏ lắm. Con này 1 triệu 7 số 6. Dây khóa linh kiện. Con này là Wignamer Automatic. Mặt rất đẹp anh em nghe. Mặt có hai lòng. Lòng trong thì hắn kiểu như hắn trơn. Còn lòng ngoài là hắn bóng này. Và chạy quanh này. Đó, chạy một cái viền xung quanh. Cái cọc số 12, 6, 9, 3 giờ thì cũng lạ lắm. Một cái cọc ngắn, cọc dài. Chạy song song với nhau. Wignamer thì anh em biết rồi. Dòng này là dòng anh em của nhà Long Jin rồi. Núm có logo anh em này. Đầy đủ. Nắp đáy ở đây. Con này vặn nắp. Dòng này cũng cũng khó tìm lắm anh em. Lâu lắm rồi em mới tìm được được con Wignamer anh em. Đó, nước vàng 10k anh em nghe. Nước vàng còn mới cứng luôn, chưa thấy bong tróc, tại vì hắn là 14k gold fill. À 10k gold fill anh nghe. 10k gold fill. Anh em xem máy này. Rất đẹp anh em. Có cái búa con này, cái búa demi anh em nghe. Nhiều con á, là sẽ có cái búa không phải demi, búa trắng. Vẫn cái chữ phơi kép sẽ in trên cái đường thẳng của búa á. Còn con này là phơi kép nó nằm âm luôn, nằm trong cái búa luôn. Vẫn demi. Demi nghĩa là một màu vàng, một màu màu trắng anh em nghe. Ghép với nhau. Dòng này thì khá là nổi tiếng rồi. Nhưng mà hắn anh em như Long Jin nhưng mà cái hắn dễ chơi hơn đó, nói vậy nên mình biết vì sao dễ chơi hơn. Dưới chuyện sự quyết này, tất cả đây thông số đóng đầy đủ và có chữ vi kép rất đẹp. Máy con này là không che đâu được rồi. Anh em xem cái nắp đáy này đó, nó sẽ đóng là Long Jin Wick Number New York. Đó 10k benzen nghĩa là vỏ 10k đó, đóng chữ Long Điên trước, đóng chữ Quýt sau, có nghĩa là hắn là anh em với nhau á. Con này chạy khỏi nó rồi, rất mượt. Con này xe bơ tơi em nghe. Em cứ đem đo lại. Đúng rồi, xe bơ tơ hơn chút xíu này. 342, tầm 342. Đậy nắp chân cứng. Con này rất đẹp anh em nghe. Dòng này là rất đẹp. Dây khóa linh kiện. Số 7. Con này là Braille anh em. Tên rất khó đọc.
À, con này Braille, Braille đó, 17 chân kính. Con này là cổ của thị sĩ em nghe, rất cổ luôn, nút vàng còn mới cứng luôn em. Đó anh em thấy này, ở dưới đây có inox thì có một vết xước nhẹ, xử lý được automatic, càng cua anh em nghe, càng cua, càng đây là càng đúng rồi, càng đi càng gọi là càng cua, núm rinh luôn, núm rinh có chữ nhưng mà không bị mòn rồi. Cái mặt con này đẹp lắm anh em. Cọc số học trò ở ngoài vạch dây này, ở trong có lòng trong là kiểu caro này, lòng trong thì trơn. Cái mặt con này là rất đẹp anh em, rất tỉ mỉ luôn. Con này lên tay thì khỏi chê luôn anh em, 17 chân kính, switch mate đóng ở dưới đây, tất cả ring, trừ dây khóa anh em nghe. Anh em xem máy con này, anh em xem cái máy này mới cứng luôn, mới bất ngờ luôn. Cái trục là trục là ruby anh em này, trục này bằng ruby bulangai, 17 chân kính, máy rất cổ mà hắn mới không tưởng tượng được luôn. Em cũng bất ngờ với cái máy con này, cái búa này, này thấy cái búa mới à, bóng loáng á, cái nước thép rất đẹp, chạy bù lông gai anh em nghe. Con này size điểm đo size, size con này chỉ tính đúng là 33 anh em, size 31, cả càng là càng 40, 40,5. Con này size là tương đối anh em nghe, 33 nhưng mà càng to đó. Khi lên tay á là anh em sẽ để ý này, cái càng nó tấn càng tới mái tay em này, anh em để ý nghe. Con này sẽ to chứ không phải nhỏ đâu, càng nó bù lại nhiều lắm. Con này có form rất đẹp anh em, đó em nhìn cái form này mà nước vàng còn mới cứng luôn anh em, chưa thấy dấu hiệu nào trầy hay bong tróc nhiều. Con này 2,7 triệu. Con này có hỗ trợ có tay anh em nghe, dây khóa linh kiện. Con này Bulova, Bulova này, con này có cái mặt đẹp lắm, mặt trải tia vẫn có vân dài automatic, cái chữ Bulova cũng nổi luôn. Con này là máy chữ B em nghe, máy soi gương. Con này có một cái niền đáng cũng tạo cát này, hình ổ vang này, núm ring. Anh em xem máy, anh em xem máy này, mới Bulova mới cứng đó, đá vô lăng rất là mượt anh em. Con này hình như là em xem 17 giây, 17 chân kính anh em, đá vô lăng đá này rất mượt luôn, máy cũng mới cứng luôn. Con này là 10k Gold Feel anh em nghe, thông số đóng ở đây này đó. Rất đẹp anh em. Con này dành cho anh em tay vừa và tay nhỏ anh em nghe. Size con này là 33,2 này. 33,2. Đó, size tương đối đó. 2 triệu 2 số 9. Cái khóa này cũng đẹp lắm anh em nghe, khóa rất hợp với đồng hồ luôn. Có đóng mã số ở dưới đây này, số 9. Con này là Adora 17 nhân kính, chạy có máy có tay. Con này có kim gió, có mũi tên màu đỏ này. Con này là vàng, vàng nguyên con luôn, lớp đá inox, cái mặt cũng vàng, nhiều cái lòng lắm em, lòng ngoài thì màu vàng kiểu như vàng
vàng trắng trơn á, vàng trơn và bóng á, còn trong thì vàng nhạt, ở bên trong vàng nhạt hơn nữa. Rất hay. Cọc số học trò 12 369 17 nhân kính. Rất đẹp anh em. Núm ring luôn. Núm đồ chùa ring con này càng cũng dài nữa. Size hơi bé nhưng càng rất dài. Máy con này cũng rất đẹp anh em nghe. Đó, con này đóng này, cái mã số là 20 micron này. Dòng này rất cổ. Có một cái miếng đây là dường như miếng chống từ anh em. Anh em xem máy này. Dòng này cũng rất cổ anh em nghe. Và nước vàng con này cũng rất ổn. Đó anh em thấy này. Gần như không có vết nào mà gọi là trài xước gì ấy. Mới cứng luôn. Máy cổ. Em đắp nắp lại. Con này có một nắp chống từ anh em nghe. Anh em để ý cái nắp chống một nắp chống từ. Điểm đo sai. Sai con này là 30 từ 32. Sai 32. Càng càng cũng 40,5. Đó, con này cũng sai là sai tương đối anh em nghe. Sai 32 mà càng tới 40,5 con này tính ra là sai cái càng dài anh em nghe. Mặt rất đẹp anh em. Các cái kim cọc cũng hay lắm. Như kiếm á, như thanh kiếm á. Chạy rất mượt. Con này số 10 2 triệu mốt. Con này số 11 Bulova. Mặt mặt xu anh em nghe, mặt B này, mặt chữ B này. B vàng á. Kiểu như billion á. Mặt B. Lộ đáy. Đó, máy Bulova anh em. Để nắp cho chạy. Ở máy có búa Bulova này. Góc này có chữ Bulova. Con này chạy 17 nhân kính, có sự siêu trị sự quýt mét đây. Máy mới là mình nghe, máy vàng mới. Con này phản nắp đáy. Đó. Có logo chữ Bulova luôn, logo của Bulova anh em. Con này size là size to anh em nghe. Cỡ cổ nhưng mà size này size khủng bố luôn. Size tới 39 anh em này. Size to. Giờ khóa linh kiện thôi anh em. Dành cho anh em nào mà thích size to này. Cái tất cả cọc số đây đó là in trên lớp kính là kính mica anh em nghe. Kính mica mà ôm vuông này. Đó. Rất đẹp. Đó, anh em thấy lên tay không? Nó dành tay anh em tầm 18 20 này, 18 19 là đẹp này. Tay to á. Phông dài, chạy rất ổn anh em nghe. Con này 3 triệu số 11. Có một cái đồng tiền vàng đẹp lắm. Đẹp lắm anh em. Con này là Cartier anh em. Con này hàng hàng F1, F2 anh em nghe. Đó, hàng rép anh em cũng biết. Dây khóa ring này. Thì đợt nó về trong lô một con hàng 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 rép. Em thấy đẹp cũng đem ra để anh em có ai thích thì lái chơi. Dòng nó chạy cũng rất ổn anh em nghe. Cartier này. Kiểu búa này, búa dưới mỏ neo. Automatic. Đó. Vít xanh đồng hoàng. Lộ cơ lộ đáy. Chạy rất ok. Và size cũng rất lớn. Size con này tới 43 anh em. Size 43. Đó, có một bộ dây cũng cứng cáp lắm anh em. Dây khóa linh kiện cứng cáp luôn. Khóa này cũng khóa Cartier luôn anh em nè. Đó, khóa Cartier luôn. Lên tay cũng rất đẹp. Đó. Con này 1 triệu số 12. Con này là Seiko Sportmatic Deluxe. Dòng Deluxe là dòng cao cấp anh em nghe. Cao cấp chạy 23 chân kính. Có hai lượt góc 3 giờ. Lượt bơm anh em nghe, lượt ngày lượt bơm. Anh em nhắn vào đây này. Đó thì nó sẽ nhảy này. Từ
Đó, anh em thấy nhảy không? Em lấy cái cây nhắn, tưởng nhúng hay sau thành ra là mình nhắn không có chuẩn lắm. À, được rồi anh em, nhắn là nhảy thôi đó. Rồi con này có mặt rất đẹp anh em, mặt cực đẹp luôn, có một cái đường khía xung quanh nằm phía trong này, có vạch dao đường khía đi lót vào phía trong này, chữ truyện gia băng góc góc đây này, cọc số vàng, cái số 5 cũng vàng luôn em đó. Giữ khóa linh kiện, lớp đáy sau inox có truyện cá heo này đó, anh em thấy cá heo nhưng mà nó màu đầu em nghe, thấy sơ sơ thôi. Anh em xem máy nè, máy Seiko rất đẹp, còn mới cứng luôn anh em, đang chạy. Rồi size tương đối anh em nghe, size cho dành cho những anh em mà tay tay vừa tay lớn này, size 37 376 375 này, size 375 đó, nước vàng còn khá ổn đó, nên thấy nước vàng còn ổn không, còn được lắm. Con này 2 triệu số 13. Con này là Citizen size 23 chân kính, dòng 3 đời sóc, chống sóc anh em nghe. Con này bọc 20 mg. Ở nắp đáy sau này, ở góc này thì có một chút xíu với thời gian thôi, không đáng kể anh em. Đó, anh em đeo lên tay là không thấy được, nhìn cũng không thấy được. Cái mặt thì cũng có một chấm nhỏ ở góc đây, nhưng không ảnh hưởng nhiều anh em nghe. Rải tia cũng rất rất là tốt. Đó, len dây, dòng len dây anh em nghe, nước vàng còn đẹp lắm. Nắp trong anh em nè, lên xe máy chạy bù lăng đá rất mượt anh em nghe, 23 chân kính Citizen 103, mới cứng luôn, máy mới cứng luôn nè. Nó sai. Xe con này là 35 anh em nghe. Xe 35. Nó con được có sai với càng. Nhìn rất đẹp anh em nghe. Citizen sai. Con này là Engine 21 chân kính, dòng in cực lóc anh em nghe. Con này là Engine Mỹ, Engine Thụy Sĩ anh nghe, dùng in cực lóc. In cực lóc là chống sóc anh em. Nếu dòng Nhật thì gọi là ba đợt sóc. Còn dòng đây dòng Thụy Sĩ thì thường gọi là in cực lóc anh em nghe. Anh em xem máy. Máy engine còn mới cứng luôn anh em. Đó. Còn mới nghe anh em nghe. Lên da chạy rất ổn. Con này rất mỏng anh em nghe, con này siêu mỏng luôn đó, anh em xem có độ mỏng này, nước vàng còn đẹp còn bán lắm anh em đó, anh sẽ quay nước vàng cho em xem này, còn bán lắm, điểm đo sai. Sao con này là 30 34 anh em nghe, 34 3, tầm 34 hơn chút xíu, 21 chân kính còn mới đẹp luôn. Giữ khóa linh kiện, con này 1,8 triệu số 15.
Con này Citizen anh em. Có một hybrid gốc 3 giờ này, miền khía này. Mặt hơi lên dầu một chút anh em nghe, nhưng không sao. Con này là Nhật Bản anh em nghe. Cái cọc số cũng nhìn rất hay này, nó vác cái cũng giống một cái khía niền khía đó. Cái lịch chạy bình thường anh em nghe. Thì mở máy anh em xem. Citizen đóng đầy đủ hết đây nghe. Đây Citizen này. Đóng đầy đủ này. Trên búa này da băng này. Trên T1 21 chân kính. Đang chạy rất mượt anh em nghe. Coi nước vàng còn ổn lắm anh em. Đó anh quay nước vàng này. Ống ánh luôn, còn rất ổn. Con này 1 triệu. 1 triệu 3 số 16. Em đo sai, sai con này là 30. Tờ sẽ có sai. Xe 35 anh em nghe, 34 8 là 35 này. Xe 35. Con này cũng engine em nè, engine 17 chân kính, dòng ship qua đi. Con này có một cái mặt đẹp lắm, Garo này, mặt lụa Garo anh em nghe, form vuông, nước vàng còn đẹp. Để mở máy anh em xem. Con này máy vàng anh em nghe, máy vàng khè luôn, engine này 23, đúng không? Em coi bao nhiêu nhân kính, 17 nhân kính anh em, 17 nhân kính máy vàng. Ở cái nắp đáy có cái chữ kỷ niệm anh em nghe, chữ kỷ niệm viết cái chữ học trò. Đang chạy rất mượt. Con này máy Thụy Sĩ anh em nghe. Dùng anh riêng có nhiều máy lắm anh em. Máy Mỹ cũng có. Nhưng con này là máy Thụy Sĩ nha anh em nghe. Có lịch gốc 3 giờ, lịch chỉnh nhanh. Con này size 34 này. 34 ngang xe tròn tầm khoảng 35 đến 36 anh em nghe. 35 đến 36. Lịch chỉnh nhanh anh em, rút vào một nách. Đó. Con này rất đẹp anh em. Núm riêng có chữ C, có logo của engine này. Chữ C có gạch ngang. Để khóa linh kiện. Con này Citizen anh em, 21 chân kính, đóng truyện gốc đây. Con này cái mặt kiểu là mặt mặt kiểu dắt vàng anh em nghe. Đó, cái mặt kiểu dắt vàng lắm, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà dắt cái miếng vàng lên á, rồi nó tạo sướt 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 tự nhiên á. Nhìn rất đẹp, cọc số học trò. Con này chạy hai kim. Dòng này nội địa Thụy Sĩ, nội địa của Nhật anh em nghe. Bọc vàng à, vỏ bọc vàng đấy, nóc. Để mở máy lên xem. Anh xem máy, anh em xem cái máy này. Máy rất nhỏ anh em. Máy rất nhỏ, chạy 21 chân kính mà nhỏ lắm. Đó. Đóng điện ra băng ở cái răng cưa bánh bánh răng lớn nhất nha anh em này. Nó đóng chuyện chỗ bánh răng đang xoay chỉ ra băng góc đây. Nó rất nhỏ nhưng mà chạy rất ổn anh em nghe. Chạy rất ổn, chạy hai kim. Vô lăng đá rất là mượt. Con này là dành cho anh em nào mà tay tay vừa và tay nhỏ anh em nghe, và ngồi văn phòng á. Dòng này nhìn đơn giản thôi nhưng mà nhìn thanh lịch lắm anh em, đơn giản mà thanh lịch lắm. Ngồi kiểu dành cho anh em ngồi văn phòng rất đẹp. Citizen bọc vàng cũng đẹp lắm anh em. Để đo size, size con này là 30,
32 năm. 32 năm. Con này là Seiko. Con này chạy bít cao em nghe. Mặt màu vàng mỡ gà. Đó, nước vàng còn đẹp lắm anh em. Con này là chạy bít 28 ngàn anh em nghe. 28.800. Dòng này là dòng Chariot nổi tiếng của Seiko anh em nghe. Anh em chờ chút xíu em mở máy. Anh em xem máy này. Máy 220A. Anh em tìm hiểu cái dòng máy này thì chính là cái dòng máy mà chạy biết 28.000 anh em nghe. 28.800 dao động chạy rất kinh anh em, dòng chạy rất ổn luôn, rít cót cũng rất lâu đó. Con này rất đẹp anh em nghe. 1 triệu rưỡi số 19. Con này cũng giống với con số 18 á. Lên tay nhìn thanh lịch lắm. Đơn giản mà đẹp. Tới hàng pin anh em nghe. Tới đồng hồ pin. Con này là Kansai. Mặt màu xanh. Chạy chạy 6 kim anh em, chạy phun 6 kim đầy đủ. Con này là Nhật Bản anh em nghe. Đó, kim chạy đầy đủ này. Dây khóa ring luôn. Kansai. Con này dành cho anh em là tay to, tay vừa và tay to. Anh em xem máy này. Máy to luôn, đóng chữ ra bằng góc đây. Máy rất đẹp anh em nghe. Nội địa Nhật Bản anh em nghe. Con này dai vẫn còn chút xíu nữa nghe. Anh em nào tay 16 năm là mong vừa này, hơn chút xíu là vừa. Lên tay rất nhìn rất đẹp anh em nghe. Số 20. Con là Anna cũng chạy full số kim bên em. Mặt bao công. Cái mặt còn lại mặt số kim nhỏ mặt trắng anh em, có một cái niền này, mình đánh rất nhiều số to. Dây khóa thì linh kiện anh em nghe, dây khóa linh kiện không có logo nhưng mà không biết linh kiện hay là ring nhưng mà không có logo mà dây khóa nó khít lắm anh em, hình như là dây khóa ring nhất đó. Mặt đẹp lắm, em đo sai mặt của nó là 38 năm anh em. Sẽ tương đối to. Dòng số kim là sai đây là tương đối to rồi đó anh em. Anh em là tay tay vừa tay to là mang con này đẹp này. Đó, dư cũng dư một chút xíu. 17 là mang vừa anh em nghe.
chạy full số kim của Nhật anh em, nội địa Nhật anh em nghe, số 21 700. Con này là Citizen chạy 2 kim, con này chạy máy Mimota vàng anh em nghe, máy Mimota vàng á. Đó, một kính sapphire này 750, dây còn rất là dài anh em, dây còn dài lắm anh em, bị cắt thoải mái, khóa bướm anh em nghe, tiện lắm. Con này em bán không nhiều cho anh em đâu, chạy dòng máy chạy rất ổn, size 39. Con này siêu mỏng anh em nghe, chỉ 5 ly thôi, đúng rồi 5 ly thôi, 750 số 2. Con này là Rado anh em. Rado có mặt cái đến cườm anh em này, mặt vàng trải tia cái đến cườm. Con này Rado chạy máy Nhật anh em nghe, máy pin Nhật. Dòng này tiếng có một cái nước vàng khá là hay anh em, nước vàng như vàng nghệ anh em. Đó, như vàng nghệ chứ không khác cái nước vàng khác. Đó, cái dòng này thì nhiều anh em mà thời xưa cũng 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 biết cái dòng này, dây cũng khá dài, tay 18 mà vẫn vừa. Con radio này chạy máy Nhật anh em nghe, nó mạ vàng toàn thân này, còn mới cứng luôn anh em, đẹp lắm, điểm nó sai. Size là 35 năm anh em, size 35 năm, 23 500. Con này Long Jing anh em, cũng chạy máy Nhật luôn anh em, Long Jing máy Nhật mặt trải tia rất đẹp, có logo Long Jing, cọc số 12 về cọc La Mã anh em. Con này số 48 600. Con này siêu mỏng anh em nghe, rất mỏng này, dây con này ngắn anh em nghe, anh em nào tay khoảng 15 năm 16 là vừa này đó, em thử rồi là dây này ngắn nha, 15 năm 15 15 năm đến 16 là vừa đó, anh em để ý mà mua cho đúng nha. Về tại vì cái mắt con này á, về tiền không ra đâu anh em, là anh em mình thấy dây á là để ý kỹ, những anh em nào tay bé thì mang nghe, và cũng đúng đúng như thực tế thôi, tại vì con này là cái size mặt cũng khiêm tốn đó, size 34 34 hơn chút xíu, thì dành cho anh em nào tay tay bé luôn nghe, tay bé. Con này chạy máy Nhật 600. Con này là Citizen mặt màu xanh, mặt màu xanh có một cái viền vàng này, con này là đúng chất cổ điển luôn, số 25. Dây khóa linh kiện thôi anh em, dây còn khá dài này, ở trong còn nhiều mắt anh em, đó anh em sẽ thao ra 1 2 3 mắt nữa. Con này chạy máy nội địa Nhật anh em nghe, máy Nhật Citizen, form form này form cổ điển anh em nghe, lên tay còn rất là hay này đó, còn mới lắm anh em. Con này số 25 600. Con này T-Max chạy máy Nhật anh em nghe, có 2 lịch gốc 3 giờ, đang chạy rất đúng giờ luôn. Con này cái form giống như công cơ anh em, giống con đồng hồ cơ á, form form rất là đẹp dài. Con này chạy máy Nhật nội địa anh em nghe, nó dây khóa linh kiện. Con này 1 triệu 4, cái mặt vàng trải tia này, vàng đây, cái nước vàng còn rất đẹp anh em nghe, mới cứng luôn, đáy sau cũng đẹp lắm, chỉ chữ đồ họa. Con lên tay đẹp lắm anh em, khá là đẹp, tim mấy
Dạ rất ổn, có hai lịch. Con này tục. Con này cái núm bị tục ra ngoài anh em. Tục ra ngoài giống như núm núm xương, núm đuôi cá đó. Thì anh em có thể đóng lại. Đóng cái bụp ra được. Đó. Con này số 26 1 triệu tư. Điểm đo sai. Quay đo sai. Con này là 38 anh em nghe, xe 38. Xe cũng lớn lên em. Con này là số 27. Con này là Oren em nghe. Oren. Đúng rồi, Oren em. Con này nội địa Nhật anh em nghe, nội địa luôn á. Hàng nội địa. Con này có gì thế giới anh em nghe, còn rất hay. Đó, anh em có thể cái nấm này anh em xoay này thì có sẽ nhiều nhiều giờ khi xoay qua chế độ set thì sẽ tự động chạy xoay qua chế độ cho cái này thì hắn sẽ chạy tất cả các kim còn về chế độ tam thì sẽ về cái giờ mà giờ hiện tại đó đó anh em để ý là xoay bây giờ hiện tại này Chrono thì hiện tại tất cả các kim nó sẽ xoay giờ hiện tại còn rất hay nè còn cái dấu cái biểu liềm màu đỏ này thì hắn sẽ xoay về cái ngày anh em đúng ngày luôn có nghĩa là cái kim dai con này á cái kim lớn kim dài nhất á là cái kim ngày chứ không phải là kim dai đâu nghe nghĩa là con này chỉ chạy có hai kim thôi đó xoay về đúng giờ nè giờ là tầm khoảng 11 giờ 26 đó 11 giờ 20 không coi 15 20, 15 20 23 đúng là 11 giờ 23 đó, có chế độ set giờ nữa tất cả chế độ anh em sao chế độ timer này chrono này time nó sẽ chạy về cái chế độ nó chạy với giờ hiện tại của anh em con này là rất hay thì coi chạy đúng giờ không còn nước vàng đẹp lắm anh em cái nước mạ vàng còn mới cứng luôn ở dưới sau còn có miếng dán em nè đó cái logo cá mập nó có logo cá mập nè để mở máy em xem con này nội địa đó em xem cái dàn máy này rất đẹp anh em gỡ cái nắp ra máy nội địa anh em nội địa Nhật luôn em đóng cái nắp lại con này có một cái phone rất đẹp anh em nghe điều chỉnh cái camera phone rất đẹp anh em một cái đường viền ở trên ở dưới cũng có viền điểm đo sai sai con này là 38 năm đó, 6 kim là sai ra vậy là sai đẹp lắm anh em con này 1 triệu 6 số 17 nội địa của thị sĩ của Nhật anh em Oren giờ khóa linh kiện luôn nha con này mút mút có lịch gốc 4,5
Nó được nhảy anh em nè. Rút đột nắp. Được nhảy 26 này, 27 này. Chạy full 6 kill nha. Con này máy cũng máy nhặt luôn. Mặt màu trắng. Có một cái đường viền đánh chữ số nhỏ nhỏ màu đen này lắm. Con này size 40. Giao khóa linh kiện em nha. Lắp đáy này. Con này cũng chạy cái máy mới nhặt mà máy lớn luôn anh em. Nó máy lớn phun cả máy này, to này. Con này số 28 750. Con này là diesel. Cái mặt màu xanh ngọc anh em, số 3 là số 3 lớn này. Ở đây có một đường băng chữ diesel. Cái mặt bên này thấp hơn, cái mặt bên này cao hơn. Kim gió màu đen. Con này có phong vung như xe tăng á, nhìn lên tay ngầu lắm anh em. Con này chạy máy Honda em nghe. Máy Honda Thụy Sĩ. Đó, núm ring này. Ở đây có một cái logo cũng ring này. Giao khóa linh kiện anh em, giao khóa linh kiện em nghe. Thì nâu. Con này 700 số 29. Con này thì em cũng bán nhiều rồi. Vừa rồi em bán một con thì cái nắp nắp vẫn vít, còn con này là nắp nắp nại em nghe. Con này xe 37, 368, 37. Rất đẹp, con này có màu xanh ngọc rất đẹp anh em. Con này lên tay cũng hay lắm. Đó. Số 29. Con này là T-Max. Con này là có một máy điện tử nữa. Nằm ở dưới đây. Con này dùng một cái viên pin lớn lắm anh em. Viên pin dùng cho hai máy. To như cái đồng xu á. Con này dạng quang hồng sáng đâu anh em nghe. Đó, con này dạng quang là phun dạng quang sáng trưng luôn. Tất cả các nút, bốn cái nút này là dành cho cái đồng hồ điện tử, còn cái nút này thì cho cái đồng hồ kim kim gió này, kim gió màu cam. Con này cũng chạy máy nhặt anh em nghe. T-Max này tất cả chạy máy nhặt hết, phong rất đẹp, dành cho anh nào tay tay vừa và tay to luôn nghe. Size 42. Con này về mức sợi dây cũng cứng lắm. Sợi dây đẹp lắm anh em. Dây khóa, khóa linh kiện thôi, sợi dây đẹp lắm. Màu nâu. Con này ba số 30 700. Con này Citizen hai kim. Chạy máy Mimota vàng anh em nghe, máy Nhật Mimota vàng chính hãng nha. Con này lắp đáy sau này. Về là con này còn nguyên cái mạc anh em. Dây màu đen, dây ring luôn. Cái logo Citizen này, cái khóa này mặc màu vàng bằng lụa anh em nghe. Đó, vàng sớ lụa này. Con này hình như cũng siêu mỏng đúng không anh em? Đúng là con này là 5 ly, size là tầm khoảng 39, size 391 đúng không? Size 391. Con này một vàng âm mạ vàng còn đáy nóc anh em nghe, 650. Con này là kem rod kính sapphire, có hai lịch góc 3 giờ, gồm là thứ và lịch ngày. Có lịch nhảy này, nhảy đều anh em nghe, tất cả lịch nhảy hết, đang chạy đúng giờ luôn. Mặt bao công, nhìn cái cọc số nhìn phát sáng bắt mắt lắm anh em. Con này là cái nước inox cũng đẹp lắm. Con này chạy máy máy Nhật chính hãng anh em nghe. Đó, chạy máy Nhật. Dây đen. Không cần có một dây đen mà khó linh kiện. Để cho sai. Sai con này là 30 35 năm em nghe. Tầm 35 năm. Xe vừa, xe vừa.
Đó, cho nên là thích thích cái đồng hồ kiểu đơn giản này, đơn giản mỏng vừa tiện dụng thì con này được này, chạy rất ổn. Số 32600. Con này con Trinh dòng máy Thụy Sĩ em nghe, có lịch gốc 3 giờ. Phone con này cái nước vàng cũng tương đối em nghe. Còn ổn. Cái đáy inox, con này Thụy Sĩ chính hãng em nghe. Anh xem máy con này. Đây cái dòng máy rất khiếp. Lắm chữ hạt lầy góc này nè. Chạy tên coi. Hình như là chạy 45 chân kính đó. Nhìn không rõ lắm. Đó. Đóng chữ hạt lầy góc đây. Chạy như 4 hay 6 chân kính gì đó. Máy rất đẹp em nghe. Máy này cái mạch này là mạch Thụy Sĩ á. Cái vĩ đang có đường mạch này là máy Thụy Sĩ. Chính hãng. Mặt vàng màu lụa anh em nghe. Mặt lụa này đủ xước xuống dưới đây có truyền chữ Swiss Made này, em đo sai, xe con này là 34,2 anh em, xe 34,2 xe vừa, con này 1,2 triệu số 33, dây khóa linh kiện. Con này là Universal anh em, Thụy Sĩ, chạy hai kim, mặt màu trắng ngả hơi vàng vàng chút xíu, dưới góc 6 giờ đi sử dụng này. Đó, nắp đáy nóc con này nóc, cái logo ring luôn anh em nghe. Dòng Universal này cũng rất hiếm anh em nghe, rất hiếm luôn. Thì lâu lâu em mới về được con Universal, dòng Universal mà cơ cũng cực kỳ hiếm, cũng khó kiếm hơn Omega hay là Longines anh em. Em xem máy con này, em mở sẵn anh em nghe. Em xem máy này. Cái máy nhỏ thôi. Mà tới 8 chân kính. Nó đóng chữ chi tiết góc này nè. Đó. Máy rất đẹp anh em nghe. Máy Thụy Sĩ chính hãng luôn. Con này chính hãng. Nội địa Thụy Sĩ luôn anh em nghe, dòng nội địa Thụy Sĩ. Máy rất mới và rất đẹp. Dòng này rất nổi tiếng. Ngang tầm với lại Longines. Với Omega. Con này size 33 anh em nghe. Size 33. Form rất đẹp. Nhìn rất thanh lịch. Anh em lên tay. Đó. Rất ổn. Con này 1 triệu 6. Con này là nữ em nghe, có lịch gốc 6 giờ anh em nè, cọc số La Mã. Con này chạy máy Nhật anh em nghe. Chạy máy Nhật nội địa. Đó, cái vỏ bọc mạ vàng này. Nhìn rất hay. Xe cũng nhỏ, dây khóa ring luôn. Dây ring khóa ring. Con này size 25 anh em. Đó, cho mấy chị nữ. Thì có những lô mà em về đồ nữ thì em cũng cũng đăng lên cho anh em thích thì anh em cái mua tặng cho mẹ, cho vợ, cho con anh em nghe. Đó, cũng chiều chiều làm chị em chút xíu. Tất cả chạy. Đó, giờ chế cái ngày chạy anh em này. Đó, ngày chạy, đóng lại. Thì đồ nữ có cái cũng như đồ nam thì em sẽ không có bao nước em nghe, nhưng mà về bất tiện chỗ thì chị em hay hay rửa chén, rửa rửa tay, giặt đồ á, thì cũng đơn giản thôi, em không bao nước, nhưng mà anh về anh em đem ra tiệm á, tiệm sửa đồng hồ á, người ta sẽ đi hai cái đường keo, một là đường keo lên kính này, hai đường keo dưới này,
là đi hai đường keo. Còn nếu cái đường keo đường kính này còn ok thì họ sẽ đi cái đường keo dưới đây đó, là em không có thời gian là đi cho anh em được tại vì nhiều hàng quá, nên anh em có thể thông cảm và tự làm nha, nên tự làm đi đường keo đây thì em nghĩ được mất chi phí thấp thôi, vài chục nghìn thôi, thì anh em có thể chống nước thoải mái, anh chị có thể rửa tay đi mưa rồi tắm giặt đó. Con này là số 35 4 5 rưỡi, làm nước đơn giản lắm anh nghe. Con này số 36 cũng 4 5 rưỡi, con này có một nút vàng như một cái lắc vàng anh em, chạy máy pin 2 kim. Cái núm này có đính đá này, mặt dưới là inox đó. Cái size cũng cái tay cái dây cũng dài lắm nha, em có thể đeo vừa này, em đeo vừa luôn, em đeo thử rồi vừa luôn, thì tay em tầm 16 đây này, em đeo luôn này đó, thì theo tay 16 trở lại là đeo vừa anh em nghe. Còn nếu không vừa, nếu mà dư quá thì em cắt được, tự cắt ở nhà được anh em nghe đó. Cái nó phải làm cho mấy chị cái góc đây này, em cắt góc này này, cắt bớt góc bớt đi đó, hoặc góc đây thì có một cái bấm ở đây, có một chốt xuống này, anh em cắt bao nhiêu thì cắt, cái rút cái đầu đi vào, cái bẻ bụp lại, đơn giản lắm anh em. Con này còn 4 5 rưỡi, số 36 chạy rất ok luôn nghe, tính mica này đó, con này làm nước cũng giống con kia. Con này rất đặc biệt anh em, con này là Citizen, cái mặt cái này là mặt màu xanh xanh kiểu xanh nước biển mà hơi một tím tím đó. Ở ngoài thì đậm, ở trong thì sáng lần lần lên, rất đẹp, chạy có tay luôn nghe, chạy có tay. Để em xem máy chân kính, con này chạy 21 chân kính em nghe, cái máy tầm như cái móng tay của em này mà chạy tới 21 chân kính. À, khủng khiếp luôn, dây khóa ring, tất cả ring rất đẹp bên em. Số 37 nó cái lắp đáy xoáy này, nó cái lắp đáy xoáy này mình làm nước cũng dễ, rất là dễ anh em, đóng chuyện đầy đủ ra băng. Anh em xem cái máy này lên code khá là lâu đấy anh em nghe, máy 21G Citizen, 21G bộ lăng đá rất là mượt luôn, còn mới cứng à. Cái nắp đáy mà đáy vặn thì nó sẽ chống nước tốt hơn cái đáy kẹp anh em nghe, đáy này á. Con này lên tay cũng rất là hay, màu cái màu trong cũng đẹp lắm anh em, điểm đo size con này thì mấy con nữ thì tầm ngang ngang nhau anh em nghe, con này size 19 năm, 19 năm anh em nghe, 500. Con này Casio, cọc số học trò một màu trắng đang chạy đó. Con này là máy Nhật anh em nghe, dây khóa ring, em đo size, size này to hơn cái máy kia chút xíu là 23. Nhìn lên tay cũng rất là dễ thương, số 38 400. Con này là Movado, size nhỏ, vỏ này cái bọc vàng hồng anh em nghe. Movado thì thiết kế như một thiết kế thôi, có 1.2 kim và 1 chấm góc 12 giờ. Con này chạy máy máy Nhật anh em nghe, vỏ bằng hồng, chạy máy mi motor vàng anh em ạ, size 27 anh em, 500. Cái lô này em về tới 5 sợi dây, 2 3 sợi dây vàng và 2 sợi inox. Thì sợi đây là sợi số 40. Đó.
Rồi đây là dây vàng, dây chung anh em nghe đó, chung nè, chung một bản lớn rất hay, lên tay đẹp lắm anh em. Đầu đây là đầu 16 anh em nghe, em đo rồi, đầu 16, còn đầu đây là đầu 20 mới 10, 18 vừa, sợi dây này cũng mới lắm, đó, cũng dài, đủ dài luôn, anh thấy này, dài luôn nè, số 41, sợi này 300, sợi này cũng 300. Mỗi sợi là mỗi kiểu hoa văn anh em nghe. Sợi này là 42 300, sợi này sợi của Nhật anh em nghe. Có nhúng nè. Anh em có thể bỏ vừa đầu 20 anh em nghe. 20 18 vừa luôn. Sợi này cũng còn cứng lắm. Kiểu như cái hoa văn sớ hơi xéo xéo chút xíu không phải thẳng. 300. Sợi đây là sợi sợi 40 43. Là sợi inox, sợi này đầu 18 anh em nghe, đầu 18 có nhún, 18 20 gì đó có nhún, còn mới cứng luôn anh em đó, chuyện rất đầy đủ này. Sợi này của Canada, made in Canada đó, chuyện chữ tùm lum với em không thấy chữ gì, không biết là có phải biết có phải vàng không nữa. Anh em về về lớp xem nha. Sợi đây đầu 16 này, điểm đó đầu sợi cuối cùng này. Đúng rồi. Sợi cuối cùng á là sợi số 44 là đầu 16 anh em nghe. Hoa văn cái hoa văn cũng rất là đẹp, mới cứng luôn. Đó, sợi này hình như là sợi của Mỹ. Đúng rồi, sợi này của Mỹ anh em nghe. Tất cả là dây Mỹ, dây Nhật và một sợi dây Canada đó. Anh em để ý cái mã số mà mua anh em nghe, 42 43 44, còn sợi kia là 4 hai sợi kia là 41 40, còn sợi cuối cùng là sợi 44 thì sợi nó là đồng 16 anh em nghe đó. Để ý cái đầu mà mua cho chính xác, hai sợi nó là 200, còn bốn ba sợi vàng thì mỗi sợi 300 anh em nghe. Món ngày ngắn rồi, kết thúc video rồi anh em. Em xin chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn anh em video thứ sáu anh em nghe, vào sáng thứ sáu. Xin cảm ơn anh em, xin chào.